Con bạch Thầy, con rất sợ những người không hợp tuổi sông nhà thì sẽ đem đến vận đen cả năm cho nhà mình. Nếu con hợp tuổi thì tự con có được sông nhà mình không ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> cái tục sông nhà cũng trở thành một cái nét văn hóa của mình. Đầu năm, ai đến sông nhà là hứa hẹn với nhau trước hết. Phải đặt hàng đấy, phải đặt hàng trước. Năm nay nhá, anh phải sang sông nhà tôi đi nhé. À, chú phải sang nhà tôi đấy chú là được tuổi hợp tuổi với tôi đấy nghe không Đã. thế thì cái này á, nó trở thành một cái tập tục rồi đấy mà cũng rất nhiều người nên hỏi thầy thầy ơi tuổi con năm nay thế này thì con chọn người nào tuổi nào để xông nhà cho con thưa đại chúng bây giờ thầy nói thế này chúng ta chỉ có 12 cái tuổi thôi đại chúng thấy không 12 con giáp 12 cái tuổi tí xỉu dần máu thìn tỵ ngọ mùi thân giàu tất hợi xét cho cùng thì 12 cái con này con nào cũng có giá trị cả phải không đại chúng con chuột tí thì nó tinh nhanh đúng không nó đào nó phép được nó cũng hay đấy chứ con <laughs> trâu thì cũng hay lắm trâu nó đầm đìa nó khỏe nó kéo được cày ra lúa ra gạo con hổ thì lại càng ngoai hùng phải không? chúa rừng xanh rất hay con mèo thì rất là nhanh nhẹn còn là thầy của hổ cũng đều giá trị cả con rồng thì hay quá rồi con rắn thì cũng hay lắm à, đại chúng con rắn nhiều nơi người ta thờ thần rắn rất là hay con rắn mà nó bảo vệ thì hay lắm thế thì thầy mới điểm lại là cả 12 con này con nào cũng tốt cả chả con nào xấu đúng không con chó này con lợn con gà đều hay cả Thế, cái điểm 12 con này con nào cũng hay Thế thì bây giờ bảo 12 con này con nào xấu Mà chọn đúng không? Mà chọn để sông nhà mình Thầy thấy con nào cũng có cái giá trị của nó hết đấy Con nào đến nhà mình cũng được hết đấy, đấy. Cứ đầu năm mà 12 con này con nào đến thầy thấy cũng hay Thầy cũng tìm thấy ý nghĩa của nó Đúng không? Đấy. Con trâu đến nhà cũng hay Con chó đến nhà cũng hay Con gà đến nhà cũng hay Con nào cũng hay thì Đại chúng thấy không? Vậy thì 12 con đều hay cả. Thế thì làm gì có chuyện phải chọn con nào? Phải wow. yeah. Nha. Thế thì Đại chúng biết rồi. Đen ấy hay là may mắn. Xui hay may. Cũng phải ở mình mà ra. Phật dạy rồi mà. Tất cả ở mình mà ra. Phật tử chúng ta phải tự tại như thế. Mắc vào cái này là rất khổ. Nghe không? Rất khổ. Đó. Cho nên ấy, có câu chuyện là Cái chú này ấy, cũng đúng giao thừa Thì là đi ra ngoài đình để làm lễ Thế lúc về thì là Vợ ở nhà không biết anh nghe ai nói Bảo ông chồng mình năm nay là tuổi sung Cho nên không được vào nhà Thế là không dám về nhà <laughs> Quay về đình về không dám về nhà nữa Đấy và Năm nay là tuổi không tốt Đấy Tại chúng thấy thế có dở Nhà mình mình cũng không được vào như thế nào mình là chủ nhà thế cho nên quan điểm của đạo phật thế này không phải do cái người xông nhà đầu năm là tốt hay xấu nhỉ? mà mình phải xem nhà mình ấy đã có những cái gì tốt à, con cái vợ chồng năm nay hay là năm rồi đã làm được những điều gì tốt đẹp mình đã làm được từ thiện cái gì mình đã giúp đỡ được những ai mình đã học hiểu giáo lý như thế nào chứ không phải đi mượn thế thầy nói là nếu được cái người này là hợp tuổi tốt với mình thì năm nào cũng mời người ta xông nhà cho nhưng mà tại sao năm nào mình cũng vẫn có gặp hạn đó có phải không đại chúng cứ mời một người hợp tuổi với ông chủ nhà cứ năm nào cũng mời ông sang sông nhà cho đi để cả đời mình may mắn đi nhưng mà thật sự cả đời mình có may mắn đâu vậy chúng ta thấy cái sông nhà cái tuổi đấy chẳng phải có lý do gì cả này nhớ thế thì các phật tử thấy cái chỗ này không phải đặt nặng chuyện sông nhà cứ để tự nhiên đến đầu xuân năm mới ai đến nhà mình cũng hoan hỉ đến nhà mình mình cũng hoan hỉ vui vẻ Nên là tốt nghe không? Là tâm chúng ta phải như thế tự tại như thế mình mới vui chứ mới được ăn lạc đó cho nên cái việc mà xem tuổi sông nhà cũng là một cái lý thuyết không đúng với tinh thần đạo phật không thực sự là có lợi hay cho chúng ta cái bất an nghe không? cho nên chúng ta đối với là đệ tử phật thì phải bỏ cái cái quan điểm này đi nhé con thưa thầy con thấy các thầy hay nói sướng khổ tại tâm nhưng nếu một người đang khổ vì đói thì đâu có thể dùng tâm để hết đói được mà phải có thức ăn mới hết được đói rồi mặc dù không phải ai có nhiều tiền cũng hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều người khổ vì thiếu tiền Để chữa bệnh, để nuôi gia đình Thì lúc này họ cần phải có tiền Thì mới có thể thoát khổ Chứ không phải là dùng tâm để hết khổ được Vậy thầy suy nghĩ thế nào về điều này ạ? À? Con rất mong nhận được câu trả lời từ thầy à, Đại chúng thấy bạn Trần Đức hỏi câu hỏi cũng, cũng rất là sâu sắc đấy, phải không? rất hay đấy như vậy bạn này là cũng chăm nghe pháp lắm mới hỏi được câu này thầy rất là tán thán đấy bạn này chắc cũng còn trẻ nghe không? bạn hỏi thầy nói lại nè bạn ấy nghe các thầy giảng nói là sướng khổ tại tâm sướng này khổ cũng là tại tâm ấy mà nghe không? không? các phật tử chúng ta cũng thường nói nhau sướng khổ ở tâm ấy mà do tâm ấy mà thế nhưng mà bạn hỏi là nếu như vậy thì bây giờ con hỏi thầy một người đang đói đang đói là khổ Vậy sướng khổ tại tâm thì bây giờ bảo bảo tâm mình cho hết đói nó có hết đói không <laughs> mà bạn phải có cái bánh hay có cái gì cái cơm cho vào dạ dày ấy, thì nó mới hết đói được mới hết cái khổ của đói phải không bạn hỏi đấy là một cái thế rồi cái người mà người ta đang thiếu tiền ấy để chữa bệnh ấy, thì người ta khổ bây giờ phải có tiền ấy, thì mới hết cái khổ Thế bảo dùng tâm để hết khổ thì có được không? Câu hỏi này rất là xác đáng, rất hay đấy. Và ở đây Thầy nói là nếu mà không học Phật mà ký thì cũng khó mà trả lời được bạn Trần Đức này đấy. <laughs> đấy, bây giờ thì Thầy xin trả lời bạn Trần Đức và cũng là để phân tích với đại chúng để đại chúng nắm được tại sao mà chúng ta nói sướng khổ tại tâm sướng khổ tại tâm hay là sướng khổ ở tâm sướng khổ từ tâm sướng khổ do tâm đấy là cái câu mà chúng ta thường nói bây giờ nói tại tâm này ở tâm này nó cũng giống nhau cái tại này là nói vị trí giống như đây chúng ta ở tại chùa đây này cái chữ tại này nhé sướng khổ tại tâm sướng khổ ở tâm à đấy sướng khổ từ tâm. Đấy. Thế thì bây giờ phân tích là tại sao nói sướng khổ tại tâm mình do tâm mình ở nơi cái tâm. Đại chúng biết rằng chúng ta là con người cho đến tất cả các chúng sinh hữu tình thì có hai phần, phần thân và phần tâm. Đại chúng đang ngồi đây là cái cái mà ngồi được xuống sàn này là cái phần thân. Nghe không? Thân xác tứ đại nó được cấu kết bằng tứ đại vật chất đất nước gió và lửa xương thịt là đất và máu nước tiểu trong người mình là nước Đó. không khí hơi thở của mình là gió và nhiệt lượng của cơ thể là lửa lửa đấy tứ đại đất nước gió và lửa và nó hoàn toàn là vật chất cái tứ đại này thì nó vô chi vô giác nó không biết gì cả Để chúng nhớ đất không biết gì đấy chúng ta đánh cái đất thoải mái nó không đau đại chúng dẫm đạp nó thoải mái nó không cằn nhằn gì cả, rồi nước chúng ta thế, hả? chém vào nước không đau không có vấn đề gì, gió và lửa cũng vậy, nó đều là vật vô tri, không biết không có cảm thức gì cả, đại chúng hiểu không? thế nhưng mà vì nơi thân này này có tâm, nói rằng là cái tâm chúng ta nó nó đồng nó trộn ở trong cái cái tứ đại này cái sắc chất này, cho nên Tâm chúng ta là chủ thể của cảm xúc. Tại chúng rõ chỗ này không? Nếu cái thân này mà không có tâm thì nó là một cái xác chết. Cái xác chết chúng ta có để cả năm nó cũng không kêu đói. Chúng ta mà để cho nó dòi bọ, rục, rục, rỉa nó, nó cũng không kêu đau, nó không bảo là tôi bệnh. Chúng ta lấy dao băm chặt cái thân này, á nó cũng không có vấn đề gì cả đấy người tây tạng khi người chết rồi á ở tây tạng người chết rồi là người ta mang cái thân người ta chặt ra người ta xẻo thịt ra người ta vứt cho chim cho quả cho con thú nó ăn cái thân thì nó có nói gì đâu không nói gì cả vì nó là cái xác chết nó chỉ là đất thôi là đất nước thôi gió lửa thôi tại chúng gió như nào phần thân là vật chất vô trị nhưng mà thân nơi thân chúng ta có phần tâm hoặc chúng ta gọi là danh và sắc cái thân này là sắc chất cái tâm là danh danh tức là chỉ có tên mà không nhìn thấy nó gọi là danh thì cái phần chủ động cảm thọ là tâm đấy đại chúng rõ chưa nào tâm mới là chủ thể của cảm xúc buồn vui sướng khổ đau hay là khoái lạc là tâm thế cho nên ở đây nói sướng khổ là tại tâm là đúng chứ không phải là tại cái thân cái thân ấy, mà không có tâm thì nó chả biết gì cả cái thân mình ấy là cái cái thân xác chết rồi cứ bỏ đấy cả năm nó không kêu đói có phải không nó có cần ăn gì đâu đấy, mấy cái mấy cái xác ở dưới mộ để chục năm nó cũng có kêu đói đâu có phải không nó thối giữa ra nó cũng bảo tôi đau lắm đâu nó không kêu đau gì cả đấy cho nên mà chỉ có phần tâm cái này chúng rõ chỗ này không nào nhớ tâm là chủ thể của nhận thức chủ thể của cảm xúc cảm thọ tâm chúng ta tâm chúng ta có bốn cái phần là thọ, tưởng, hành và thức. Đấy nó mới là cảm xúc, sướng khổ là cái tâm này. Vâng, sướng khổ là ở nơi tâm này. Đấy là cho nên nói sướng khổ tại tâm chứ không phải là thân. Có thân mà không có tâm thì cái thân ấy cũng không biết sướng hay khổ gì cả. Có đói, có đánh, có chém nó, có bỏ virus sida hay là virus corona vào đấy nó cũng không kêu gì cả. Các không? nhưng mà có tâm một cái là cái tâm này nó bắt đầu biết kêu nó bảo đói quá khát quá rét quá nóng quá đau quá mỏi quá là tâm đi chứ đấy, ngồi một lúc mỏi là tâm tâm nó kêu đi chứ có phải không còn cái thân này nó có nó có kêu đâu do anh tâm thế cho này chúng rõ chưa nào sướng khổ tại tâm là đúng rồi đấy là cái thứ nhất là phải do phần tâm phần nhận thức này đó đấy là thứ nhất còn thứ hai là sướng khổ do tâm tức là nguyên do từ tâm ở đây thầy muốn nói đến cái dòng nhân quả nghiệp báo đấy cái này là cái rất quan trọng sướng khổ cũng do tâm và từ tâm chúng ta cái người kiếp này hiện nay đang bị đói đang bị khổ bệnh tật đang bị nhiều hoàn cảnh làm cho mình khổ thì phải biết người này đã từng gây nghiệp ác nghiệp xấu trong quá khứ. Và cái nghiệp ấy giờ đã trổ quả khiến cho người ấy phải chịu khổ cảnh, chịu đói, chịu khát, chịu đánh đập, chịu bệnh tật, chịu những hoàn cảnh phiền não đau khổ. Nghe không? Thế thì có phải là do tâm không? Cũng là ở tâm thôi. Nếu tâm người này trước đó mà biết tu thiện, làm phước thì người ấy không chịu cái quả khổ này. Nhưng vì trước đó không biết tu tập. Cho nên bây giờ quả khổ nó trổ ra mình phải chịu. Mình phải đón nhận. Chứ không thể nào không được. Tại chúng hiểu không nào? Đấy cũng nói là sướng khổ từ tâm. Sướng khổ do tâm đấy. Do tâm mình hết đấy. Nó là tại tâm. Và nó cũng lại là do tâm. Đấy. Cho nên ấy. Chúng ta là đệ tử Phật. Thì chúng ta biết rất chắc chắn là sướng khổ tại tâm và sướng khổ do tâm thì chúng ta phải tu tập để chuyển hóa những cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện của mình để mình được những quả an vui, quả hạnh phúc thì chúng ta sẽ không khổ, các không? Thế còn một cái nữa để chứng minh cái sướng khổ tại tâm đó là tâm của các bậc thánh giả. Các bậc thánh giả khi mà đạt được thánh quả hoặc là đạt được thiền định sâu thì sướng khổ không ảnh hưởng đến tâm của các ngài. Thân của các ngài có thể bị bệnh tật, thân của các ngài có thể bị đói, nhưng tâm các ngài không hề khổ. Cái này đại chúng đã học trong bài Kinh Mi Tiên trước đây rồi. À, các bậc A-la-hán vẫn có bệnh, có bệnh tức là thân nó vẫn bị bệnh tật, có thể nó bị sưng bị u bị biếu bị ruột thừa pháo nhưng mà tâm các ngài lại không hề bị đau khổ đức phật cũng thế đức phật cũng bị bệnh nhưng mà tâm phật không hề đau khổ vì các ngài đã làm chủ được cái tâm rồi Nhá? còn chúng ta là phàm phu không làm chủ được tâm cho nên thân mà nó nó bệnh thân mà nó đói là chúng ta khổ cái tâm ngay Đấy, cho nên ấy, người ta mới nói phàm phu thì tâm theo thân thánh nhân ấy, thì thân theo tâm Nghe không? phàm phu chúng ta là tâm theo thân thân này mà vào cảnh khổ là tâm nó khổ liền thân này mà vào cảnh sướng thì tâm nó cũng sướng đấy là phàm phu chúng ta là tâm theo lệ thuộc theo cái thân còn bậc thánh thì thân lại phụ thuộc vào tâm Nghe không? Bậc thánh người ta tu luyện Đầy đủ định lực Đầy đủ tuệ lực giải thoát Thì cái thân không bị ảnh hưởng Đến tâm nữa Tâm hoàn toàn có thể làm chủ được Đại chúng rõ chỗ này không Thế thì có phải là sướng khổ Tại tâm và do tâm không Rất là rõ ràng Có phải không nào Không thể phủ nhận được điều này Nghe không? Đấy. Các vị thánh họ cũng đói chứ Đi khất thực nhiều khi là không có gì Đó các vị nhiều khi đi khất thực ba bốn ngày không có gì Nhưng tâm các ngài vẫn an vui giải thoát Và Về ngồi thiền vẫn an vui giải thoát Có vấn đề gì đâu Nhưng chúng ta chỉ một bữa không có ăn là chúng ta nhốn nháo hết lên rồi Cuồng hết cả lên rồi Làm nhặng hết cả nhà lên rồi Đi về nhà mà vợ chưa kịp nấu cơm đã làm nhặng hết cả lên rồi Thế Có phải chúng ta là là tâm mình theo cái thân không? Đó nhé Thế cho nên đó, sướng khổ tại tâm Sướng khổ do tâm là hoàn toàn chính xác À, chúng ta muốn không khổ thì cũng phải từ cái tâm này tu tập thực hành các công đức các thiện pháp thì phước báo nó đến ta cũng sẽ không khổ không phải trả quả khổ còn nếu mà chưa tu tập được như vậy thì chúng ta phải đón nhận quả khổ hoặc là chúng ta phải tu tập để khi đón nhận quả khổ mà tâm chúng ta làm chủ được thì tâm chúng ta cũng không bị khổ đại chúng rõ chỗ này chưa yeah. kính bạch thầy con muốn hỏi vì sao mỗi lần ngủ dù ít hay nhiều con đều gặp ác mộng có lúc còn mơ mình ăn thịt người và bị chết có lúc ngủ dậy toàn thân kinh hãi rồi khóc con rất là sợ con nghĩ về đêm con là quỷ nên mới như vậy mong thầy giúp con con phải làm gì để thoát khỏi những cơn ác mộng này con xin tạ ơn thầy À đấy bạn thùy trang gửi cái câu hỏi về đây thế thì các con biết thế này đúng là cái thời đại bây giờ á, thời đại công nghiệp này á, xã hội phát triển á, cái bệnh mà mất ngủ rất là nhiều không những là tuổi già mất ngủ mà trẻ cũng mất ngủ rất nhiều thế và những cái cơn ác mộng cũng nhiều hơn các con ạ tại sao sư phụ thấy thế vì thấy rất nhiều người đến kể với sư phụ con không ngủ được ác mộng rất là nhiều giống như bạn thủy trang này thế thì các con biết ý cái giấc mơ hay gọi là mộng của chúng ta nó có những cái nguyên nhân thế này hình thành giấc mơ con ạ thứ nhất ý là hàng ngày các con làm công việc gì thì tối cũng có thể xuất hiện cái giấc mơ về cái việc đó cho nên ta gọi là ban ngày làm sao thì tối chiêm bao làm vậy đây là một cái nguyên nhân việc làm hàng ngày khiến các con có cái những cái giấc mơ mộng thứ hai là cái tâm trạng các con thường mong mỏi mơ ước ham muốn một điều gì mà ham muốn nhiều ham muốn mạnh mẽ mãnh liệt thì cái sự việc ấy nó cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta Đấy, các con đang khao khát một cái gì đang ham muốn một cái gì, ham thích cái gì thì cái đó có thể buổi tối trong giấc mơ các con sẽ thấy để nó thỏa mãn được cái khao khát của các con. Nghe không? Đấy là một cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là tâm các con lo lắng sợ hãi điều gì? Wow. Nơm nớp lo lắng sợ hãi điều gì thì có thể cái điều đó trong đêm, trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái sự kiện đó. Nghe không? Ví dụ các con sợ bị bắt, các con sợ uh, ví dụ nằm ngủ cạnh cửa sổ, sợ có như là chăn tinh nó vào hay là rắn nó vào. Thế là tối ngủ làm mơ thấy con rắn nó vào luôn. Nghe không? Sợ. Là như thế. Rồi, những cái việc gì trong đời mà nó rất ấn tượng, đột xuất, ấn tượng mạnh, nó xảy đến thì cũng khiến các con trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái giấc mơ về những cái việc sự kiện này, cái sự kiện này. Đó. Và một cái nữa này, cái này rất là quan trọng, nó liên hệ đến thân thể chúng ta. Đó là giấc mơ báo bệnh các con ạ. Khi mà thân các con sắp sửa xuất hiện cái bệnh gì đó thì có thể nó được báo lên bằng một cái giấc mơ. Đấy, ví dụ người ta thường hay nói là thấy dùng răng thấy chảy máu rồi thế thế nào đấy là những giấc mơ dữ nghe không? à có thể nó báo lên một cái giấc mơ hoặc là ví dụ các con tự nhiên thấy mình bị đau tai ngủ trong giấc mơ thấy đau tai thấy bị điếc tai thế sáng sau dậy là cái tai có cái nhọt luôn đấy đấy nó báo lên tức là giấc mơ báo về bệnh tật các con ạ Nha, thì cái giấc mơ báo bệnh này ấy, là cũng rất hay thường xuất hiện rồi có cái giấc mơ gì nữa là những nghiệp của các con nó sắp trổ quả đấy nghiệp báo nó sắp trổ quả sắp trổ quả tức là các con sắp sửa chịu một cái quả báo gì đó thì cái nghiệp này á nó cũng vận hành và nó báo trong giấc mơ có thể khiến cho các con thấy trong giấc mơ có những người mơ thấy mình bị tai nạn và một thời gian sau thì bị tai nạn thật các con ạ đó. có những người mơ thấy mình bị ngã nước và một thời gian sau đúng là bị đi ngã nước thật bị đuối nước thật rất là nhiều chuyện như vậy rồi có những cái nghiệp gì có những cái là oan gia trái chủ các con ạ vong linh oan gia trái chủ hoặc chư thiên quỷ thần người ta báo cho các con nếu ở chỗ đất các con ở nhé có vong linh à hay là có những vong linh nó oán kết với các con họ cũng có thể báo vào trong giấc mơ của các con hoặc là chư thiên và quỷ thần người ta cũng có thể báo trong giấc mộng của con những việc nếu các con có nhân duyên với người ta người ta báo đó. thường chư thiên thì người ta hay thường báo trước cho mình nếu mình có nhân duyên với cái vị chư thiên này cái vị chư thiên này có thể là ai có thể là thân nhân của mình khi xưa sống á làm được nhiều việc thiện khi chết rồi sinh làm chư thiên và wow. họ còn muốn hộ trì cho quyến thuộc cho nên họ về họ báo cho mình mình biết mình tránh được cái tai nạn này tránh cái tai nạn kia Nghe không? họ báo cho mình biết đó đấy nhá thế rồi có cái nữa là có những cái mộng mị là do chính cái phòng ngủ và tư thế ngủ của các con không đúng Nghe không? ví dụ đè tay lên ngực này đè cái vật nặng dưới lên ngực khiến cho tim nó bị chèn ép đấy Nhà, hoặc là cái phòng ngủ của các con rất là bí không thoáng không khí để quá nhiều máy móc ở trong đấy, vào máy tính để quá nhiều hay điện thoại để cạnh đầu nó cũng khiến cho tác động lên giấc ngủ giấc mơ nhé. tức là cái phòng ngủ nó không có hợp vệ sinh và còn một số nguyên nhân khác nữa nhưng hôm nay sư phụ nói ở đây là nó có những cái nguyên nhân này khiến các con xuất hiện những cái giấc mơ nghe và không ngủ được thế thì ở đây bạn thùy trang này bạn nói bạn thường xuất hiện những cái giấc mơ ác gọi là ác mộng thường xuyên. vâng thế thì khẳng định cái việc này là nó đều là không tốt các con nhớ sau một cái giấc ngủ mà chúng ta có những giấc mơ mà nó an lành ấy thì ta dậy ta thấy rất khỏe đúng không à, gọi có những giấc mơ đẹp ấy ngủ mà có một giấc mơ đẹp dậy người nó rất khỏe vui vẻ phấn chấn thế còn ngủ mà gặp ác mộng là dậy là toát mồ hôi hột bàng hoàng à, có khi còn la hét lên đấy trong giấc ngủ còn la hét đấy cho tỉnh dậy là rất sợ và người nó dậy nó rất mệt mỏi rất là mệt mỏi thế thì ai cũng muốn cho mình có một giấc ngủ an lành và nếu giấc ngủ mà có mộng thì có những giấc mộng đẹp ai cũng mong muốn nhé. thế thì ở đây các con biết những cái nguyên nhân này sinh ra giấc mộng của mình đấy thế thì những cái giấc mộng mà ác mộng ấy thường ấy là gì ở đây một ấy là báo bệnh hai là phòng ngủ nó không hợp vệ sinh ba là nghiệp của mình sắp trổ ra cái nghiệp ác của mình sắp trổ ra bốn là oan gia trái chủ nó tác động báo oán đến mình nó hành mình ở à, chùa mình đã thấy cái chuyện này nghe không? đã biết những cái chuyện như này đó thế thì vậy bây giờ với bạn thùy trang phải làm như thế nào bây giờ bạn tự kiểm điểm lại mấy cái việc mà sư phụ đưa đấy xem mình ấy là do cái nhân duyên gì mà có những giấc mộng này nhé mình kiểm lại xem loại trừ dần đi nếu mà nó còn lại những cái nguyên nhân này này ví dụ như là nguyên nhân là về sức khỏe mình thấy mình cũng đang thấy người mệt mỏi căng thẳng đầu óc thì đấy là một cái nhé thì phải nghĩ cách điều trị về sức khỏe thế còn loại trừ hết đi rồi mà vẫn xuất hiện những cái giấc mơ này thì đây là giấc mơ nghiệp báo hoặc giấc mơ do quỷ thần vong linh họ báo cho mình họ báo oán mình thế thì sư phụ khuyên bạn là thứ nhất ấy, là bạn phải nên để mà có những cái chuyển hóa những cái giấc mơ ác nghiệp này này ác mộng này thì bạn phải tu tập đấy bạn nên thường sám hối lễ phật sám hối và tụng kinh nhé có những quyển kinh sám hối như kinh tự vi thủy sám kinh lương hoàng sám sám hối hồng danh và các bạn sẽ tụng kinh tại chùa mình có quyển kinh nhật tụng đấy chứ kinh nhật tụng các bạn có thể tụng cái quyển kinh này thứ nữa nghe giảng pháp nghe không nghe giảng pháp đó và một cái rất quan trọng là bạn có thể làm phước cúng giường cho các vong linh oan gia trái chủ hay cho chư thiên quỷ thần có duyên nợ với mình nghe không tác phước cúng giường cho họ tùy tâm nhé Có nhiều cũng nhiều, có ít cũng ít Tùy theo sức của mình Nhưng thể hiện cái lòng thành của mình Biết rằng mình với họ đang có cái gút mắc với nhau Cho nên con xin được tác phước cúng dường Cho chư thiên quỷ thần Cho các vong linh đang có oán kết với mình à, Đại chúng hiểu chỗ này không? Nhá. Thế thì Mình thành tâm Mình thành tâm mình làm như vậy Và biết lễ Phật sám hối Nghe Pháp và tu tập nữa thì chỉ một thời gian thôi là cái này nó sẽ hết các con ạ và ở chùa thì sư phụ đã hướng dẫn những trường hợp như thế này đúng là một thời gian ngắn là họ hết không còn ác mộng nhưng mà mình phải rất tinh tấn tu tập mới được các con ạ đó nếu mà người ta không giải quyết được những cái cơn ác mộng này rất là khổ các con ạ rất là mệt mỏi mệt mỏi lắm đi làm thì thậm chí nó không bình thường nó lại ảnh hưởng đến thần kinh và có thể sau này bị trầm cảm À, bị stress luôn vì do những cái giấc mộng này thế cho nên cái này là bạn phải giải quyết một cách tích cực đó loại trừ các nguyên nhân kia ra à, những nguyên nhân kia mình khắc phục mà thấy ổn rồi là được vào wow. thế nếu mà hết tất cả những nguyên nhân kia ra rồi mà vẫn còn bị thì đó là do những vấn đề về tâm linh chư thiên quỷ thần vong linh họ báo oán họ tác động vào mình nhé hoặc là do nghiệp của mình nó sắp trổ ra quả báo ác cho nên nó báo cho mình biết như vậy đó hoặc là gia thân quyến thuộc nhà mình họ đói khổ họ báo cho mình biết mình phải làm phước cho họ đấy cái này thì trong kinh phật đã có nhiều câu chuyện nhiều bài kinh đức phật dạy về việc này rồi thế thì sư phụ chia sẻ để bạn thùy trang biết và cũng như ở trong chúng đấy các con mà ai đang ở cái hiện trạng này thì các con nên thực tập thì chắc chắn nó sẽ chuyển hóa nhé chúc bạn thùy trang là sớm được có những giấc mơ đẹp à, ngủ ngon nhé bạn Thanh Hằng hỏi rằng con Kính Bạch Thầy, em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiến em lần cuối ra mộ. Nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi. Bà con nói, từ xưa tới giờ không ai đời cha mẹ lại đi đưa tang con. Vậy nên cuối cùng mợ con phải ở nhà, rồi mợ cứ khóc suốt. Con nhìn thấy rất là tội. Con không hiểu tại sao phải như thế. Bố con bảo là vì con chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, thế nên bố mẹ không đưa tang hay để tang con. Con kính thưa thầy, điều này có đúng không ạ? À? Nếu bố mẹ vẫn đi đưa tang và để tang con thì có bị làm sao không ạ? À? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. À? Đó, thế bạn Thanh Hằng, bạn gửi câu hỏi mà thầy vừa đọc đại chúng cùng nghe. Câu hỏi về là em của em tức là con nhà cậu mợ của bạn này mất ừ, trong khi mà cậu mợ tức là bố mẹ của em ấy vẫn còn thế thì mợ là muốn đi được đưa tang con đưa ra ngoài chỗ mà để chôn cất đó. thế thì bà thì không cho Đấy, bà không cho đi bà nói là không ai mà lại cha mẹ lại đưa tang con thế rồi bố của bạn thanh hằng cũng nói là con mà chết trước bố mẹ là bất hiếu là trốn nợ đời Cho nên là bố mẹ không có đưa tang Thì bạn ấy thắc mắc không hiểu cái điều này Đối với Phật Pháp mình thì thế nào Đúng hay là sai Và nếu mà cứ đi đưa tang con như thế Thì có vấn đề gì xảy ra không Đó thì ở đây thì Thầy xin được trả lời bạn Thanh Hằng Cũng như toàn thể đại chúng Để chúng ta cùng nghe về cái vấn đề này Thứ nhất thì chúng ta phải cùng nhau nhận định thế này Cái việc sinh tử là cái lẽ tự nhiên có sinh ắt phải có tử không ai tránh khỏi tất cả chúng ta đều phải chết hết không sớm thì muộn và bảy tám tỷ người trên trái đất hiện nay rồi cũng sẽ phải chết hết có ai còn bằng lại được đâu cho nên chúng ta biết đã có sinh thì phải có tử thế thì cái việc mà khi chết rồi á khi sinh ra thì người ta có những cái nghi thức phải không? và khi chết ấy, người ta cũng đặt ra những cái nghi thức đối với cái người chết thì cái việc tổ chức tang lễ cái hình thức tang lễ nó cũng là do con người chúng ta đặt ra thôi thì đối với dân tộc việt nam chúng ta thì cái việc để tang này chịu tang là một cái hình thức để thông báo cho mọi người biết rằng gia đình nhà chúng ta có người qua đời cũng như là thông báo để cho mọi người biết là người thân của người mất là những ai những ai và chúng ta để tang chúng ta đội cái khăn tang Chúng ta mặc cái áo tang thì có phân biệt ừ, thứ tự tôn ti như thế nào? Con để tang cha mẹ thế nào? Cháu để tang ông bà thế nào? Chắc để tang cụ thế nào? Chút để tang kỵ thế nào? Màu khăn tang thế nào? Thắt cái gì? Con dâu thế nào? Con gái ra sao? Con rẻ thế nào? Con trai thế nào? Chống gậy hay không? Có rất nhiều thứ. Đúng không? Đúng không? Đó. Thế thì đối với những gia đình ấy chúng ta thấy mà uh, chết như là ông bà cha mẹ uh, chết trước mà là những người mà có công sinh thành dưỡng dục thì để tang là cái thời gian để mà mọi người tưởng niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ của ông bà và thể hiện cái sự đau thương tiếc nuối cho sự ra đi của họ thế ngoài ra còn cái, cái việc để tang còn có ý nghĩa mong muốn là người đã khuất thấy được cái tấm lòng của những người còn sống mà phù hộ cho người còn sống. Đấy, trong tâm lý mọi người là muốn thế. Ai chết rồi là lập tức mình nghĩ họ trở thành cái đối tượng rất linh thiêng có thể phù hộ được cho thân nhân con cháu. Cứ chết một cái là lập tức nghĩ thành linh thiêng như thế. đó Thế và dân ta thì vẫn có cái câu là nghĩa tử là nghĩa tận, thưa đại chúng. Nghĩa tử là nghĩa tận có nghĩa là cái nghĩa, cái tình đối với cái việc cái người chết ấy, là cái nghĩa cuối cùng rồi à. À, Nghĩa tử là nghĩa tận Cái nghĩa đối với cái việc chết với người đã chết ấy, Là cái nghĩa tình cuối cùng Không thể còn làm hơn được nữa đâu Vì sau ngày này là hết gặp người ta rồi Cho nên gọi là nghĩa tận là thế Và chính vì thế cho nên à, Dân ta rất trọng cái nghĩa tận này Thường là dù có làm sao đi đâu Thì cũng cố gắng đến với nhau để nhìn nhau lần cuối và để tiễn biệt nhau lần cuối, chia buồn, an ủi với gia đình của người mất. đấy dân mình thì có cái đặc biệt là thế Đó, nghĩa tử nghĩa tận giận nhau gì thì giận nó đến cái ngày chết cũng xí xóa, thì xả cho nhau hết đấy. Đó. thế cho nên nói tang phục, ấy, cái 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 nghi thức tang lễ nó cũng là cái để thể hiện cái nghĩa tình này và trong cái nghi thức tang lễ tang phục thì nó đều có phân biệt là người thân người sơ và ruột thịt khác và hàng xóm láng giềng khác và có cả thứ bậc đấy con giai đội khăn gì con rẻ đội khăn gì con dâu đội khăn mặc áo gì con gái thế nào hàng cháu thì đội thế nào hàng chắt thì đội khăn màu gì hàng chút thì đội khăn màu gì có quy định đó thế và không những người thân thích để tang mà kể cả những người ngoài có tình cảm đến phúng viếng thì cũng cũng có thể đeo khăn tang hoặc là lấy cái miếng vải tang này gắn lên trên cánh tay bây giờ người ta đổi mới người ta không đeo khăn tang người ta lấy cái cái, cái băng băng tang nhỏ nhỏ đó, gắn lên trên cánh tay và wow. đó hoặc là gắn lên trên ngực đeo ngực đó thì chúng ta biết ý, cái việc cái sự chết ấy chẳng có ai biết trước được cả chẳng kể là trẻ hay là già à, già gì cũng chết trẻ cũng chết à, đồng xanh ấy, rất là nắm mồ của kẻ đầu còn xanh ở ngoài đồng ấy, đâu có phải là đợi đến già mới chết đâu người trẻ cũng chết như thường cho nên mới nói là sinh thì hữu hạn từ bất kỳ không ai hẹn được cái ngày ra đi thần chết không có báo trước cho chúng ta không à, những cái gia đình mà có ông bà, cha mẹ mất trước con cái thì đó là cái lẽ rất là thường và người ta gọi như thế là thuận theo cái tự nhiên. Đại chúng chắc cũng đã từng nghe cái câu chuyện đó. ở cái làng này có cái ông thầy đồ rất là giỏi chữ và cả làng thường hay đến xin chữ của ông. Ấy. Tết nào cũng đến xin thầy để cho chữ. Thế có anh này đánh anh đến Tết năm ấy cũng đến xin ông thầy cho cái chữ và, và ông cho con cái chữ nào để cho nhà con nào. được nhiều phúc nhất. Ấy. <laughs> thế thì ông bảo được rồi ừ. anh về đi rồi để tôi viết xong rồi à, ngày mai anh đến anh lấy thế mai anh này đến đến hí hửng đến nhà ông mang lễ đến thế là ông mang ra cho cái cái, cái tờ giấy ông ghi chữ là gì à, cha chết trước con vợ chết trước chồng à, mà đấy <laughs> thế là anh này anh anh có táo hỏa lên mẫu ấy. thầy ơi sao thầy, thầy cho con đấy? Tết nhất mà thầy cho con chữ này thầy... sao thầy lại độc địa thế nghe không? Ừ. thế anh bảo sao anh lại bảo là tôi độc địa thế anh không thích cái này à thế tôi tôi cho nhà anh là con chết trước cha. <laughs> vợ chết trước chồng nhé mà chết như thế này gọi là chết gọi là không thuận đâu chứ còn tôi cho anh là cha chết trước con vợ trước chồng chết thế gọi là chết thuận và như thế gọi là nhà có phúc đấy đại phúc mới được thế thế là anh này nghe ông thầy nói thế là anh phấn khởi lắm ờ à, thế ở à, thầy thế giờ con biết đấy hóa ra là thầy chúc cho nhà con là mọi cái được xuôi thuận hết Và chết thì đúng, tự, đúng phần tự là cha chết trước rồi đến con rồi vợ chết trước rồi chồng thế đấy. Đấy thì gọi như vậy gọi là đại phúc đấy thì từ cái câu chuyện vui này thì thế là dân ta thì cũng có quan niệm là tất nhiên theo lẽ thường á, cha thì sinh ra thì già hơn con phải chết trước con mà cha mẹ phải chết trước con cái thì cái lẽ tự nhiên thường là thế nhờ? thế nhưng mà thực ra thì cái sinh tử nó chả có cái quy luật như thế đâu thưa đại chúng và, nhất là đối với con người chúng ta thì nó sinh tử nó rất là bất kỳ nhờ? rất bất kỳ đó cho nên là nó không đúng như vậy cho nên rất nhiều trường hợp là con cháu lại chết trước ông bà cha mẹ ừ. và người ta bảo như thế là chết như thế là nghịch với cái lẽ tự nhiên cho nên họ khi mà con mà chết trước cha mẹ thì mấy cái người mà khóc, nhất là mấy người khóc thuê thì họ khóc thế nào? lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời, đó. lá vàng vẫn còn ở trên cây mà lá xanh đã rụng mất rồi, đó. thì người ta người ta nghĩ cái đấy là là nó không thuận. Thế còn đó, theo thọ mai ra lễ tức là cái sách dạy về tang lễ về trôn cất của Việt Nam mình dùng từ xưa đấy thì theo thọ mai ra lễ thì người ta nói là cha mẹ có thể đẻ tang con cái ông bà cụ kỵ có thể đẻ tang cháu chắt của mình người ta không 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 cản cái chuyện đấy với thọ mai ra lễ thì người ta quan niệm cái việc đẻ tang chỉ là cái việc để báo cho mọi người biết là nhà tôi có tang và, và tang đây là tang ai người ấy là ai là thứ bậc gì trong họ trong trong tộc thôi đó thế cho nên theo thọ mai gia lễ thì ông bà cha mẹ đều có thể để tang đối với con cháu chắc nếu mà chúng nó chết mình có thể để tang đó tuy nhiên ở sách thọ mai gia lễ thì quy định như vậy nhưng mà một số nơi một số địa phương nhất là miền bắc chúng ta thì có quan niệm là phụ bất bái tử tức là cha thì không lạy con đó thế cho nên từ đó mà sinh ra cái việc là mới nói là người con mà chết trước thì cho là nghịch cảnh là bất hiếu ừ, cho nên mới kiêng cha mẹ không để tăng con rồi không đi đưa tăng con cho anh rằng như thế là nó trái với cái lẽ thường ừ, đáng nhẽ con cái sinh ra phải phụng dưỡng cha mẹ rồi tiễn đưa cha mẹ mà bây giờ con cái lại chết trước à, cho nên là họ mới nói là gì người đầu bạc không đi tiễn kẻ đầu xanh ừ cái người đầu đã bạc là không tiễn kẻ đầu xanh sinh ra cái câu vậy người con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ trốn nợ ở, trốn cái nợ cha mẹ để bỏ đi rồi đấy, thế và còn quan niệm cái quan niệm này họ còn đẩy nặng hơn đấy, đó là gì những người con mà chết trước cha mẹ đấy thì khi khâm niệm ấy, thì là thầy cúng phải đeo cái khăn tang cho cái người đã mất đấy đấy mà quàng đeo theo cái khăn tang và coi như là để tang cha mẹ trước mình mình chết rồi nhưng vẫn phải để ta. Thế còn nếu mà người đó là người phụ nữ, người người vợ mà chết, hay là người con dâu mà chết, mà tứ thân phụ mẫu hai họ vẫn còn, thì người cái người con dâu đó phải đeo hai cái khăn tang, ừ, tức là đeo khăn tang bên đằng nhà chồng, đeo khăn tang cho bên đằng bố mẹ đẻ mình nữa. Đấy thưa đại chúng, đấy có những nơi người ta quan niệm rất là khắt khe như vậy đó. Thế thì Bây giờ liên hệ với Phật giáo chúng ta, chúng ta thấy thế nào? Thì thưa đại chúng, chúng ta đều biết sinh tử là lẽ tự nhiên, không ai tránh khỏi, phải không? Không ai biết trước ngày giờ ra đi của mình, trừ các bậc thánh nhân và những cái bậc mà túc duyên rất là sâu dày mới có thể biết trước được ngày giờ mình ra đi. Còn tất cả chúng ta là không ai biết trước được sinh tử lúc nào. Thế thì cái việc tổ chức tăng lễ đều là do con người chúng ta đặt ra thôi. Nó tùy thuộc vào cái tập truyền thống văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của mỗi dân tộc mỗi địa phương vào kể cả mỗi thời đại nó có khác nhau có khi cái thời đại này của dân tộc này thì người ta để tang như thế này sang cái thời đại sau lại khác đi rồi cải biến đi rồi Đấy, thưa đại chúng cái tang lễ các dân tộc nó cũng thay đổi nhiều lắm chứ không phải nó cố định đâu thưa đại chúng do nhận thức của từng cái giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau rồi lại do cái tín ngưỡng rồi cái tôn giáo người ta có những cái quy định khi tôn giáo người ta thay đổi những quy định thì cái nghi thức tăng lễ cũng thay đổi những người nào mà có tôn giáo có tín ngưỡng thưa đại chúng đó thì chúng ta hiểu được cái nghi thức tăng lễ do con người đặt ra và và bản chất của nó đó thì cũng đều chỉ là bày tỏ cái tình cảm đối với người đã mất sự yêu mến tiếc thương à, kính tiếc kính trọng người đã mất rồi cũng là để thông báo với mọi người về cái sự ra đi này Thế rồi cũng lại là cái để ứng xử với những người còn sống đối với nhau. Trong cái việc nhà mình có người mất thì những người hàng xóm đối xử với mình thế nào? À, bạn bè ứng xử với người còn sống thế nào? Đấy, chứ không phải nó chỉ việc với người chết đâu, thưa đại chúng. Đấy, cái tang lễ nó lại thể hiện cả cái, cái ứng xử quan hệ của những người sống với nhau như thế nào? Đấy, ví dụ, chúng ta thấy các vị quan chức, lãnh đạo quốc gia mà mất ấy, thì phải tổ chức nghi lễ quốc tang vào đó thế đấy là người sống đối với người mất nhưng mà cũng lại là đối với cái gia đình dòng họ của cái người mất đấy nữa trân trọng họ vào đấy là coi như gọi là cái trong cái tang lễ này nó liên quan không chỉ đến người chết mà kể cả với những người sống với nhau đó thế cho nên thì chúng ta hiểu được cái bản chất của cái việc cái nghi thức tang lễ mà nó phụ thuộc vào rất nhiều cái vấn đề thế thì cái việc để tang á cũng có nơi gọi là chịu tang cái chữ chịu tang thường nó dành cho những cái người ở cái bậc dưới mà tang để tang bậc trên người ta gọi là chịu tang thế còn bậc trên mà, mà chịu gọi là để tang bậc dưới người ta gọi là chữ để tang vì cha mẹ để tang con thế còn con chịu tang cha mẹ à, đấy thường là như thế cái chữ chịu và chữ để nó cũng là đeo khăn tang cả thôi nhưng mà người ta dùng hai cái chữ chữ để và chữ chịu chữ chịu là thường dành cho cái bậc dưới mà mà đa để tăng bậc trên đó vậy thì cái sách thọ mai gia lễ họ hướng dẫn khá là chi tiết về các cái nghi thức tang lễ tất nhiên trong đó có những cái khá dườm già thế bây giờ cũng nhiều nơi người ta bỏ đi rồi Vào, bỏ đi rồi và cái việc đeo khăn tang thế nào đó. thế và thầy thì thấy ở miền Bắc mình ấy thì hầu hết ấy là cha mẹ thì không có để tang con cháu, mặc dù sách thọ mai ra lễ là đều cho phép để được hết, cha mẹ ông bà có thể để tang con cháu được hết, đeo khăn tang. Tất nhiên là không lễ bái, không cha mẹ không lễ con, không bái con, không lễ. Nhưng mà để tang thì sách thọ mai ra lễ là cho phép. Thế nhưng mà dân ta thì theo cái truyền thống mà, cho nên là cha mẹ hầu hết là không có để tang con không đeo khăn tang khi con mình nó mất cháu mình nó mất chỉ có con cháu để tang ông bà cha mẹ thôi cái đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được à, có thể chấp nhận được cái đó không, không thành vấn đề thế còn cái việc mà à, quan niệm cái quan niệm như trong câu hỏi này bạn ấy nói là con cái chết trước cha mẹ ông bà là bất hiếu là cướp công là trốn nợ đời thì chúng ta cũng nên bỏ cái quan niệm này đi đại chúng ạ à, nên bỏ đi thực ra những cái người chết đấy họ có ý định là cướp công cha mẹ đâu họ có ý định trốn nợ đâu và họ cũng không phải có cái tâm hạnh cái tâm ý bất hiếu với cha mẹ có khi họ vẫn muốn sống để họ báo hiếu cha mẹ nhưng vì bệnh tình vì tai nạn mà họ phải chết chứ họ đâu có cái tâm bất hiếu đâu Đặc biệt chúng ta thấy trong chiến tranh, đất nước Việt Nam chúng ta qua bao nhiêu năm chiến tranh, các thanh niên rời quê xa cha mẹ ra chiến trường chiến đấu và hy sinh vì nghĩa cả, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hy sinh, cha mẹ vẫn còn. Thế thì làm sao có thể nói các anh anh liệt sĩ đấy, các anh hùng liệt sĩ đấy là người bất hiếu được, là, là cái người trốn nợ đời được. Có đúng không? Đúng không, đại chúng? chúng ta không thể quy kết thế được chính các anh ấy là cái người mà trả cái hiếu cha mẹ mà trả cái hiếu lớn hơn là lấy cái hiếu lớn với hiếu với dân tộc hiếu với đất nước phải để mà đền đáp cha mẹ và nghĩa lớn ấy, đâu có phải trốn nợ đời thế cho nên chúng ta cứ, cứ nói rằng con cái trước trước cha mẹ là bất hiếu là trốn nợ đời cái đó không đúng và chúng ta nên bỏ thầy đề nghị là tất cả phật tử chúng ta bỏ quan niệm ấy đi mà mỗi người sinh ra đời là có cái thọ mạng riêng, có cái nghiệp báo riêng và chuyện sinh tử của người ta cũng là riêng, không phải con cái là cứ phải chết sau cha mẹ, phải không? Có những cụ cụ sống đến trăm, trăm một, trăm linh mấy tuổi, ấy, phải không? rồi như con rồi cháu cũng chết gần hết rồi, các cụ vẫn chưa chết. Đó. Thế thì làm sao mà có thể nói là người ta là bất hiếu được? đấy là nghiệp duyên thôi. Theo đạo Phật chúng ta thì thấy rất rõ chuyện sinh tử là việc nghiệp duyên riêng của mỗi người. Mỗi người có cái thọ mạng riêng cho nên không thể nói người ta chết trước cha mẹ là người ta bất hiếu, là người ta trốn nợ, là người ta cướp công cha mẹ. Không phải nhé, mà do nghiệp của người ta phải ra đi. Hết thọ mạng làm người thì người ta ra đi. Đó, người ta gọi là còn hết trả hết cái nợ trần gian họ đi. Thế cho nên chúng ta thầy đề nghị người bỏ cái quan niệm này đi. Quan niệm này không đúng. Thế còn cái việc mà cha mẹ đưa tang con cháu thì về mặt tâm linh nó có vấn đề gì không thì thưa đại chúng xin thưa đại chúng là không có vấn đề gì cả cha mẹ đưa tang con cháu là rất bình thường không? cũng giống như chúng ta là bạn bè cho đến đi đưa tang người bạn mình mất mình chẳng họ hàng gì là bạn thôi không? cái tình nghĩa đến tiễn đưa nhau tiễn biệt nhau lần cuối là việc nghĩa cử tốt đẹp Nên là trừ khi mình không có thời gian hoặc là mình làm sao bệnh tật thôi Đó. chứ cho cái việc mà tiến đưa nhau ra cái nơi an nghỉ cuối cùng là cái việc đẹp rất là nên làm không có vấn đề gì về mặt tâm linh không có chướng ngại gì cả ở đây thì thầy chỉ có đề nghị một vài trường hợp thì chúng ta không nên ví dụ cha mẹ già yếu quá rồi à, bệnh tật nặng quá thì không đưa con vì nhiều khi là tiễn con ra đến mộ thì cha mẹ có khi là xót con thương con quá ngất có khi chết luôn ở đấy có những trường hợp bà mẹ bà vừa bệnh tim thế rồi con chết rồi tiễn đưa con thế là cuối cùng là cũng chết luôn đến mộ các bà ngất bà chết luôn đấy những trường hợp thì chúng ta phải nên tránh nghe không cha mẹ bệnh tật già yếu thì thôi không nên đưa nhé chứ còn về mặt tâm linh thì không có vấn đề gì cả đấy thì thầy xin trả lời để cho bạn thanh hằng á, hiểu được vấn đề này là cái việc cha mẹ à, đưa tang con cái hoàn toàn là cái việc rất bình thường không có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh Nhá, Chúng ta chỉ tránh những trường hợp Nếu cha mẹ bệnh tật, yếu đau Và ta biết rằng uh, Cái tâm lý nó không có lợi cho cha mẹ Nếu cha mẹ mà tiễn con khi hạ huyệt con Có thể những cái xúc cảm lúc đấy nó rất là mạnh Khiến cho những người mà bệnh tim này Những người mà đã huyết áp cao Hoặc có thể họ bị đột quỵ Thì chúng ta cũng nên tránh thôi Chứ còn không phải do yếu tố tâm linh do đi đưa tang con mà bị cái điều này xấu điều kia xấu là hoàn toàn không đúng, cái đó là mê tín. Thì Kính thưa đại chúng, à, cái nghi thức tang lễ của người Việt chúng ta nó được đúc kết từ cái truyền thống xa xưa qua bao nhiêu thế hệ đến nay nó vẫn có những cái giá trị của nó và tùy vào văn hóa của địa phương, vùng miền mà có những cái thay đổi nhất định. Phải không? Thế thì chúng ta nên, chúng ta nhất là chúng ta là Phật tử, thì chúng ta nên, tiếp thu và có chọn lọc những cái gì mà tốt đẹp hay lợi ích của người xưa thì chúng ta giữ gìn và phát huy còn những cái gì là cổ hủ là lạc hậu là mê tín là bất lợi là không đẹp thì chúng ta sẵn sàng chúng ta từ bỏ nhé chúng ta bài trừ đó mới là cái tinh thần của một người đệ tử phật học phật pháp hiểu biết về vấn đề đó, thì thầy xin trình bày cái vấn đề này như vậy để đại chúng nắm được và đại chúng cùng hiểu để thực hành cho tốt nhé. Kính thưa toàn thể đại chúng, một câu hỏi nữa từ Facebook bạn Việt Thương. Kính thưa thầy cho con hỏi ạ, à, vợ chồng con lấy nhau được 6 năm mà chưa có con. Chúng con thuốc thang đủ thứ, ai mách ở đâu cũng đi, đường cùng dùng đến thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn không có con được. Con xin Thầy giảng dạy cho con vì sao chúng con lại khó có con thế. Và con được xem video là có gia đình Phật tử đến tri ân Thầy vì nhờ tu tập theo Thầy hướng dẫn mà đã có con. Con xin Thầy chỉ cho chúng con cách với ạ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. Để đại chúng thấy Quả thật là cũng rất là nhiều vấn đề. Đại chúng thấy không? Đấy. Đấy. Cho nên Thầy nói là sư Thầy ở chùa là gọi làm dấu trong họ là đúng đó. Nghe không? Chuyện gì người ta cũng có thể đến chùa ta hỏi Thầy. Để hỏi thầy. Cho nên các đại đức chưa tăng, chưa đi sao cũng phải biết đấy. Nha. Mình là người xuất gia là như vậy đấy. Này, gánh vác việc của trăm họ chứ không phải chuyện thường đâu. gì họ cũng hỏi, con ốm, con đau, con sảy, con đèn. Vâng. Wow. Thầy tính ra những cái lễ ấy, thì nó không biết là bao nhiêu thứ. Ai cũng đến ta hỏi Sư Thầy Cho nên người ta gọi là Sư Chùa là một gì? Bùa làng Sư Chùa là cái bùa của cả làng Bảo hộ cho cả làng đấy Cái bùa là bùa hộ mạnh cho cả làng Cũng đúng đấy thưa đại chúng Sư ở chùa mà tu hành Thanh tịnh trang nghiêm thì đúng là bảo hộ Cho cả làng bảo hộ Đây không phải là Ngài có cái năng lực bảo hộ gì Mà Ngài hướng dẫn cho người ta tu tập Đúng pháp, người ta được phước báo tự Người ta được được an lành thì có phải đúng là từ sư thầy mà bảo hộ không đại chúng yeah. thế bạn này hai vợ chồng của bạn việt thương này lấy nhau 6 năm rồi mà không có con uống đủ các loại thuốc cho đến đi cả dùng cái công nghệ mới bây giờ là thụ tinh trong ống nghiệm mà cũng không thành à, thế thì đại chúng biết là nó thật là khó khăn Đấy. trong đạo Phật chúng ta có câu chuyện thầy cũng đã kể đại chúng đấy có vợ chồng vị vua này mà cũng không có con hay vợ chồng vua với hoàng hậu bao nhiêu năm không có con mà bây giờ tuổi cũng cao rồi rất mong muốn là có con để nối dõi kế vị ngai vàng Chứ khi mà ông ấy nghe tin là biết rằng Đức Phật là bậc coi như là đại oai đức phép màu thần thông mà, bậc nhất thì ông nghĩ rằng là sẽ nhờ Phật giúp cho được cho nên hôm ấy thì là ông mới tìm bằng mọi cách để ông đến gặp phật và ông thỉnh phật và chúng tăng đến cung để ông cúng giường và ông nghĩ rằng ông cúng giường phật thật là lớn để cầu phật phù hộ cho mình sớm có hoàng tử nghe không ông nghĩ như vậy và trong tâm ông nghĩ rằng hôm nay mình thỉnh phật thì mình sẽ trải một cái thảm bằng vàng rát vàng dệt bằng những cái sợi chỉ bằng vàng trải từ ngoài cửa của cung vào đến trong cung điện và ông ông trong Tâm bồ nguyện với trời, với đất rằng nếu tôi thỉnh Phật mà Phật dẫm chân lên cái thảm này của tôi ấy, thì tôi sẽ có có hoàng tử. Nghe không? Thì hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử. Ông nguyện như thế. Trong tâm ông âm thầm, ông nguyện như vậy đại chúng. <laughs> ông nguyện như thế. Thế và sau đó ông ở trong cung là ông cho gia nhân chuẩn bị tất cả à, vật thực đầy đủ, trang nghiêm, trang đẹp đẽ đầy đủ hết rồi ông cho người bắt đầu đến tinh xá thỉnh Phật và chúng tăng đến đến hoàng cung để thọ thực ông cúng dường trai tăng. À, thế thì Đức Phật đi đến, Đức Phật bắt đầu bước vào đến cái cửa để đi vào trong cung thành đấy, thấy cái thảm vàng chóe Giải tư đấy vào trong, thấy Đức Phật đứng lại, <laughs> thì ông vua này với hoàng hậu với tất cả các quan trong triều ra đến tận ngoài để đón Phật ông thấy phật và chư tăng đi đến chớm gần đến cái thảm thế phật đứng lại thế ông mới bảo con thỉnh đức thế tôn thỉnh ngài bước lên thảm ạ ông gọi là muốn lừa phật cho phật mắc vào bẫy của ông ấy vì ông nguyện là nếu phật vẫn đặt chân lên là ông phải có con có hoàng tử vào theo ông thỉnh con thỉnh đức thế tôn bước chân lên thảm ạ thỉnh lần thứ nhất thấy phật vẫn đứng yên ông lại dập đầu lễ xuống dưới đất ông lại con thỉnh thế tôn bước chân lên thảm ạ vẫn thấy Phật đứng im. Hôm nay dập đầu lễ lần nữa, lần thứ ba, Phật vẫn lại đứng im, không bước lên thảm. Thế đại chúng thấy. Thế sao? Thế là ông làm sao? Ông không biết sao cả mà. Con Bạch Thế Tôn thương xót con, Thỉnh Thế Tôn bước chân lên thảm đi vào trong cung ạ. À? Thế Phật mới cất lời, Phật nói này, Đại vương, ta rất hiểu, và Tâm Đại Vương nghĩ rằng nếu Thế Tôn mà bước chân lên cái thảm này là Đại Vương Hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử có đúng không? Thế ông bảo đúng rồi, à, đúng con nghĩ như vậy đấy. Thế nhưng Phật bảo nhưng Đại Vương biết rằng cái định nghiệp của Đại Vương không thể có con được. Cho nên ta không bước lên thảm này. Đấy đại chúng thấy không? Bước à, đức phật bảo thôi đại vương quấn cái thảm vào thì đức phật mới, mới đi vào thế là ông lại phải cho quân quấn thảm vào rồi đức phật bước vào cung rồi ông làm lễ cúng dường sớt bát đến phật và chúng tăng xong xuôi đức phật thuyết pháp cho nghe và đức phật mới nói về nhân duyên vì sao mà vua và hoàng hậu kiếp này không có con được đây là cái định nghiệp vì trong một tiền kiếp thì vua và hoàng hậu là hai cái vị cũng là thương buôn thôi thế rồi đi thuyền biển tàu nó bị bão vỡ tàu đắm mọi người trên tàu gần như chết hết thế sao thì hai vị này lại sống sót và dạt vào trong một cái đảo thế hai vị sống ở trên đảo ấy thành vợ thành chồng với nhau trên đấy thế nhưng mà hai vị thì ở trên đảo sát sinh quá nhiều bắt rất nhiều chim thú ở trên đấy để ăn mà đặc biệt là à, những con chim non trứng chim ăn rất nhiều cả một đời ở trên đấy ừ. thế cho nên vì cái nghiệp ác ấy trên trong kiếp này là không thể có con được nên tôi này chúng nó thành cái định nghiệp cơ mà đấy. thế thì ở đây á, thầy nói câu chuyện thế để thầy dẫn ra đây để cho bạn việt thương này cũng, cũng hiểu thêm là cái việc con cái đối với cha mẹ là cả một cái nhân duyên cũng rất lớn đấy không phải chuyện thường có duyên có nợ với nhau trong kinh Phật thì nói là cái duyên ấy, để một cái người phụ nữ có thai ấy, nó phải đủ mấy cái yếu tố nào nhé đủ mấy yếu tố à, đó là phải có có tinh cha có trứng của mẹ và có cái cái thần thức tái sinh ba cái duyên này hội đủ cái tinh cha và trứng mẹ để tạo thành cái cơ sở vật chất ban đầu nhưng mà cái quan trọng, rất quan trọng đó là phải có cái thần thức Mình gọi là có cái vong hồn đó. Cái vong linh ấy, Nó có cái duyên nghiệp tái sinh nó nhập vào Mới được Nhà Phật mình gọi là có danh và có sắc Sắc tức là phần tinh cha huyết mẹ Tạo thành sắc Tức là sắc chất vật chất Từ một cái tế bào mầm ban đầu đấy Nhưng có cái tế bào đấy mà không có Có vong hồn, có phần tâm linh Để mà chuyển sinh Thì cũng không có, không có thai Đó, chứ phải có cái phần thần thức à, thần thức đầu thai à, thì mới có thể có thai được Đấy. thế còn à, về sức khỏe sinh sản thì họ, họ cũng nói thế, vợ chồng phải khỏe mạnh có khả năng sinh con Và, đấy thì là có con thôi thế nhưng mà ở đây thì vợ chồng bạn này thì, thì bạn chắc là cũng vẫn còn khỏe đấy trẻ đấy nhưng bạn bảo làm đủ kiểu không có con nghe không? cho đến đi thụ tinh ống nghiệm cũng không thành tựu tức là một cái duyên nghiệp rất là cản trở rất là cản trở Nghe không? thế trong phật giáo chúng ta thì đức phật có nói đến sinh sản của chúng sinh có đến bốn hình thức cơ mà vâng noãn sinh này thai sinh này thấp sinh này hóa sinh noãn sinh là sinh ra bằng trứng từ quả trứng mà ra thai sinh ấy là sinh ra từ bào thai như loài người chúng ta người bò trâu lợn ấy là sinh từ thai noãn là như gà vịt chim chóc là sinh từ quả trứng thế rồi hóa sinh là có những loài tự nó hóa ra đấy thế này chúng bây giờ chúng ta mà cứ ở bẩn ấy, cái tóc này mà để tốt ở bẩn lâu rồi không gội tắm tự nhiên nó sinh ra con cháy chả biết con cháy ở đâu rồi con giận không biết nó ở đâu nó sinh ra tự nhiên nó hóa ra con giận con cháy vậy đấy cái hú gạo mà mình đậy thật kín đương nhiên á, cái hạt thóc ở ngoài ruộng lúa thì không có con mọt rồi Phải không? về chúng ta sát nó đi rồi cái, cái gạo ấy ta để trong hũ ta đậy nắp vào thật kín đi ba năm 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 mười năm sau tự nhiên có con mọt xuất hiện trong đấy mọt gạo đấy là hóa sinh đấy. rồi thấp sinh thấp sinh tức là ở những cái chỗ ẩm ướt tự nhiên nó sinh ra những cái con vật đấy thưa đại chúng đấy gọi là từ những chỗ ẩm ướt như vậy đức phật nói là chúng sinh có bốn cái hình thức sinh sản được sinh ra và trong các loài đều có đủ cả các hình thức ấy đấy thưa đại chúng ngay trong loài người chúng ta đức phật nói cũng có cả bốn hình thức sinh sản như vậy có noãn sinh có thai sinh có thấp sinh có hóa sinh ừ. ngay trong loài người Để cho nên cái câu chuyện mà bà âu cơ đẻ trăm trứng ấy, mình thì nói là huyền thoại chứ thầy thì cũng chưa biết là có khi nó có thể có thật vì đức phật nói trong loài người cũng có những người đẻ ra trứng <laughs> Thế rồi cũng có những người sinh ra là ở trong bào thai thì chúng ta đều biết rồi. Có những người là hóa sinh ra, à, có những người ở ẩm thấp sinh ra. Trong Kinh Phật có kể câu chuyện có cô bé này từ trong cái chỗ cái bùn ẩm thấp mà tự nhiên sinh ra cô ấy. Đó, đấy lạ chứ Đại chúng thế lạ. Ừ. Thế nghĩa là nó cứ đủ hai cái yếu tố này về sắc chất, mình gọi là 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 sắc và tinh thần đó là danh tức là phần tâm linh hai cái này có là sẽ sinh ra được một chúng sinh hữu tình thế thì bây giờ khoa học người ta cũng làm ra đấy người ta lấy tế bào đây này người ta gọi là sinh sản vô tính nó lấy tế bào sống của chúng ta cũng chẳng phải là trứng mẹ tinh cha gì đâu chỉ lấy luôn tế bào sống của chúng ta nó cấu ra mà họ ủ vào thế xong rồi có cái thần thức nhập vào thế là là sinh ra một cái bào thai như vậy nó cứ đủ hai yếu tố có danh và có sắc tức là có vật chất và có tinh thần hai cái này hội hợp với nhau là sinh ra một chúng hữu tình được Đó. đây là nhà phật mình thấy rất rõ Nghe không? thế thì ở đây á, trở lại cái câu chuyện của bạn việt thương này thầy nói là hai bạn bây giờ đã dùng mọi phương pháp mà chưa có con thì có thể chuyển hướng tư duy theo đây là vấn đề nghiệp quả tâm linh của hai bạn nhé nghiệp quả tâm linh thế nếu mà nó là định nghiệp thì thật là khó chuyển không thể chuyển được đấy định nghiệp như ông vua vừa rồi phật còn không chuyển được thì phải chịu thế còn nếu nó không phải định nghiệp thì làm sao để biết nó không phải định nghiệp ta cố sức thôi nghe không ta cố ta cố tu tập thôi tu tập mà chuyển được tức là đấy không phải định nghiệp nghe Thế thì Thầy khuyên là vợ chồng bạn thứ nhất ý, là phải tu tập làm phước cho tăng trưởng lên. Có cái câu chuyện là một cái vợ chồng vị bác sĩ này ở miền Nam mà cũng bác sĩ cũng chuyên về 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 sản đấy. Thế nhưng mà hai vợ chồng lấy nhau cũng cả hơn 10 năm rồi không có con. Thế cái duyên sau gặp gặp thầy với các Phật tử chùa mình. sau khi gặp thì mới phát hiện ra là ở nhà cô chú này có một cái con quỷ nó chuyên gọi là nó hút tinh khí cho nên ấy cô chú này không thể có con được đấy, không thể có con được nếu còn con quỷ ở đấy nó nó ăn hết tinh khí ừ. cho nên là là không thể thụ thai được ừ. Thế sau đó thì cô chú cũng có nghe lời các thầy và làm lễ làm lễ để siêu độ cho cái con quỷ đấy và khi mà siêu độ xong thì cô chú đấy năm sau thấy báo tin là có tin vui và sinh con đấy thì thưa đại chúng đấy là những cái câu chuyện rất lạ kỳ à? cái chuyện đấy không phải là ít đâu không phải là ít thì đương nhiên cái con quỷ này với cô chú này nó có duyên nợ với nhau mắc có cái nợ ân oán với nhau nó sẽ sát hại trong kinh phật cũng kể những cái câu chuyện như thế này rồi đó. thế cho nên nếu có những cái duyên thế thì đúng là phải làm lễ phải lập đàn để dài cái chuyện này đi thứ nữa nếu mà vợ chồng bạn này do cái nghiệp báo từ tiền kiếp thì hai bạn ấy phải tu tập Nghe không? phải tu tập uh, quy tam bảo này rồi làm việc phúc phóng sinh đấy như vợ chồng nhà vua đấy là do kiếp trước sát sinh nhiều quá cho nên không thể có con thì bây giờ bạn tu cái nhân là gì phóng sinh cứu vật nhiều vào nhé đi phóng sinh cua cá chim bóc phát tâm xả tài vật ra để mua, mua con vật phóng sinh để tăng thêm cái phước cứu mạng vì mình cứu mạng thì mình sẽ có cái duyên để, để có con đó. thế rồi mình phát tâm tu tập nghe không? tu học pháp tu tập thực hành pháp rồi trai giới tất cả những cái đó đều là cái để cho mình tăng phước chuyển nghiệp nghe không? rồi mình bố thí, mình cúng dường để thêm phước báo, nhé. Thế thì hai bạn thì thầy chỉ khuyên hai bạn bây giờ nếu mà thấy rằng mình tin được đây là có vấn đề về nghiệp báo tâm linh thì nghe lời thầy tu tập như vậy, nhé. Phát tâm quy y tam bảo này, à, rồi làm các việc phước phóng sinh bố thí cúng dường này, tùng kinh này nghe pháp này rồi thực hành giới pháp, à, tu tập. Đà, tất cả những cái đó hồi hướng cầu nguyện để, để sinh con thì cái phước đó mà đủ truyền được những cái nghiệp ác của mình đi thì có thể mình, mình sinh được con Nghe không? đó thì đấy là cái mà nhà phật hướng dẫn Thế và tại chùa mình thì quả thật ấy, sau khi được quý thầy hướng dẫn cho nhiều cặp đôi vợ chồng như vậy có kết quả và các bạn ấy đều về chùa để cảm ơn nhà chùa cái đó là cái sự thật các bạn cũng đều đi hết các bệnh viện rồi cũng giống như vợ chồng bạn này và dùng đủ các cái phương pháp rồi mà không có con Cho nên về chùa tu tập tin tưởng tam bảo thực hành cái sự hướng dẫn của các thầy thì chuyển hóa và sau đó đạt được kết quả đấy nhé thế thì thầy cũng cũng khuyên bạn Việt Thương này vợ chồng bạn nghe không? cũng cũng nên nghe lời quý thầy nhé hoặc là theo dõi trên chương trình vào trong các chương trình của chùa đấy tu tập để cầu con và cố gắng hết sức mình phải cố gắng thôi còn nếu nó là định nghiệp thì thầy nói là cũng chịu đấy nhưng mà thầy hy vọng là đây không phải là định nghiệp nhé nó chỉ là nghiệp chướng trong một giai đoạn nào đó thế thì thầy chúc cho vợ chồng bạn nhá, tinh tấn và trí tâm trí thành để sớm được có con bồng bé nha có một phật tử nick facebook là nguyễn trọng ở hà nội hỏi rằng kính bạch thầy gia đình con có lập bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên chung với nhau. Trước đây do chưa đủ điều kiện nên bàn thờ nhà con khá đơn giản, chất liệu gỗ thường. Nay con muốn đổi bàn thờ với kiểu dáng đẹp hơn, chất liệu tốt hơn. Con xin hỏi việc này có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh không ạ? À? Nếu thay đổi được bàn thờ cũ nên xử lý như thế nào là phù hợp nhất? Con xin tri ân công đức của thầy. Thì, kính thưa đại chúng, bạn. Nguyễn Trọng này bạn hỏi về cái việc là Thay bàn thờ Bàn thờ cũ thay bàn thờ mới Thì có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh không Thứ hai Là cái bàn thờ cũ đấy thay rồi thì xử lý thế nào à Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều Phật tử Và kể cả không phải Phật tử cũng hỏi Kính thưa Đại chúng ấy Chúng ta phải hiểu thế này Cái việc thờ phụng nghĩa là gì thờ phụng là bày tỏ lòng thành kính vào lòng nhớ thương vào đền ơn đáp nghĩa vào là chúng ta mới thờ phụng không ai đi thờ phụng cái người xấu xa tội lỗi cả chúng ta thờ cha thờ mẹ thờ ông bà đấy là chúng ta kính ơn tri ơn người đã sinh thành dưỡng dục ta chúng ta thờ những vị có công với đất nước vì à, họ đã đem lại cho chúng ta cái đất nước này tốt đẹp à. hay thờ các anh hùng liệt sĩ cũng thế hay những người những danh nhân người ta là những người mà cao quý chúng ta kính trọng chúng ta cũng có thể thờ vậy thì bản chất của sự thờ phụng đó chính là gì là bày tỏ cái sự kính trọng sự tôn kính yêu quý biết ơn với cái đối tượng mà mình mình thờ vậy đó cho nên ấy, cái điều rất quan trọng trong thờ phụng về mặt tâm ấy là tâm chúng ta phải thành kính biết ơn cái bàn thờ cái nhang án cái điện thờ đi chăng nữa cũng chỉ là cái hiện tướng của tâm thành kính chúng ta thôi và biết ơn của chúng ta thôi yêu quý của chúng ta thôi cái tâm như thế còn cái hình thức thể hiện thì chúng ta phải làm sao chúng ta thể hiện cái sự thành kính biết ơn yêu quý đấy thì chúng ta phải ra cái hiện tướng chúng ta lập ban thờ hay cái phòng thờ chúng ta phải chọn ở cái chỗ mà trang trọng nhất trong nhà trong chỗ ở của chúng ta cái chỗ mình cho là tâm linh là linh thiêng nhất đấy chứ không ai mà lại đặt ban thờ mà ngay bên nhà vệ sinh ngay chuồng lợn nó không ai làm thế cả À. ngay chỗ tắm rửa không hay làm thế, phải chọn chỗ nào mà mình thấy là trang trọng nhất, à. kính trọng nhất mình thờ, cái nguyên lý của thờ phụng là như vậy. Yeah. Thế thì phật tử này á, bây giờ muốn đổi cái bàn thờ cũ để thay bằng cái bàn thờ mới, thì việc này có được không? kính thưa đại chúng hoàn toàn là được. Yeah và như vậy là thể hiện cái tâm mình thành kính yêu quý ở đây nếu là gia tiên là mình thành kính với gia tiên và mình rất là kính trọng tiên tổ khi dưa mình nghèo thì mình thờ cái ban thờ nó đơn giản nó xấu thôi và bây giờ có điều kiện làm cái bàn thờ tốt đẹp cái bát hương đẹp cái chuyện đó là rất bình thường và tốt À, chúng ta sợ nhất là mình thì ở cái chỗ thật tốt đẹp, giường ngủ mình như của ông hoàng bà chúa, mà cái bàn thờ thì mốc meo và gỗ mọt hết rồi không thay cho các cụ mấy là có lỗi. chứ còn mình mà lo cái chỗ thờ phụng cho tốt thì đấy là tốt, đấy là cái tâm thành kính là tốt và thầy tin ấy, ở thế giới tâm linh thì các cụ gia tiên tiền tổ cũng sẽ biết mà chẳng phải thế đâu thổ thần thổ địa nhà mình người ta cũng biết ông này ông hiếu kính với gia tiên cái đó là điều tốt mà mình hoàn toàn có quyền thay một cách bình thường nhiều uh, quý vị thì rất sợ cứ cứ nói đến cái gì là thờ phụng là không dám đụng vào bát hương không dám sờ vào không dám di chuyển không dám lau chùi phải đợi đến hai ba tháng chạp mới dám lau chân nhang cũng không dám tỉa đợi đến ngày ông công táo đấy mới dám dám tỉa Đúng không? bàn thờ cứ để thế quanh năm bụi mốc sợ lau chùi và lau vào là bị các cụ quả phạt không phải nghe không ví dụ bây giờ mình đây mình mà chết mà thành một cái vong linh mà thấy con cháu nó để cái bàn thờ mình nó bình thỉu mạng nhện như thế thì mình buồn hay vui ở đại chúng mình, mình đâu có vui được đúng không thế con cháu nó chăm chút hương khói bàn thờ sạch sẽ mình vui chứ gọi là hương đèn ấm cúng cái bàn thờ Nhà nào có cái bàn thờ mà con cháu chịu khó bao sái lau chùi hương khói nó có linh khí tốt lên. cho nên cái việc Phật tử thay bàn thờ là hoàn toàn được và tốt đẹp. Với cái tâm mình thành kính, nhà không có điều gì lo ngại cả và chắc chắn gia tiên tiền tổ biết được cái tâm hiếu kính của mình, cái tâm mà tôn kính như thế thì các vị cũng sẽ hoan hỷ mà các vị hoan hỷ là mình có phước. Là mình sẽ được tốt Nghe không? Đấy. Sợ nhất là mình bất hiếu bất kính thôi, Chứ mình kính hiếu thì là tốt Nghe không? Thế đấy Nếu như vậy là à, Quý vị có thể thay bàn thờ một cách bình thường Thắp nén hương lên Bạch với các cụ Hôm nay con đủ tiền Con sắm được cái bàn thờ mới Con thay cái bàn thờ mới cho các cụ Các cụ hoan hỉ chứng lòng cho con à, Bạch xong như vậy rồi Thì bê bát hương xuống Thay cái bàn thờ đấy cho cái bàn thờ mới vào nhé, đặt lên bình thường kể cả thay bát nhang cũng thế không có vấn đề gì cả không sợ các đồ thờ trên đấy mình có thể thay bình thường nhé ừ. chỉ sợ nhất là mình bất kính đập quăng bàn thờ đi phá bàn thờ đi vừa rồi thầy có nghe một số các cái vị mà đi theo mấy cái đạo đi theo hội thánh đức chúa trời pháp luân công về rồi là đem vứt bỏ hết bàn thờ đập phá không thương tiếc luôn kể cả tượng phật tượng các vị bồ tát hộ pháp cũng đem xuống đập luôn vứt luôn trà đạp luôn cái đấy là tội là quả báo đấy thưa đại chúng rất nguy hiểm những cái đồ thờ kính mà chúng ta với cái ác tâm bất thiện ấy, chúng ta hành xử chúng ta cũng đều bị cái quả xấu cả đấy cái tranh ảnh thờ cho đến ảnh của những bậc lãnh tụ vĩ nhân mà dân tộc cung kính chúng ta đem xuống, chúng ta dẫm đạp lên chúng ta cũng bị tổn phước báu cơ mà Đó không phải chuyện thường đâu Đó. nhưng trong chùa mình cũng thế những cái đồ thờ kính là nó kính quý chúng ta muốn bỏ chúng ta phải bỏ đúng chỗ không phải vứt bừa bãi nhé đấy thế thì thầy nói để cho các quý vị biết đối với những cái chỗ cái vật mình đã thờ kính thì mình cũng thế có cách hành xử nó đúng với tâm cung kính, với cái tâm biết ơn thì nó đều tốt. Còn chúng ta với tâm bất kính, bất thiện thì chúng ta sẽ bị tổn phước báu. Thế còn cái bàn thờ cũ đấy thì xử lý thế nào? Cũng nhiều vị thì đem cái bàn thờ, cái đồ thờ khi mình thay rồi đấy, đem quăng xuống sông, vứt ra ngoài biển. Nghe không? Thì cái đó là hoàn toàn không nên. Cái đó vừa ô nhiễm môi trường, vừa không có văn hóa nghe không? không nên có nhiều người bảo vứt bát hương xuống sông cho nó mát không phải cái chuyện đấy không mát biết gì cả nghe không thế <laughs> thì ở đây thầy nói là những cái đồ thờ đó kể cả ban thờ cho đến bát hương chúng ta hoàn toàn có thể cho lại biếu tặng lại người khác và kể cả là chúng ta bán cho người khác cũng không sao nếu cái bát hương của mình cái bàn thờ còn rất đẹp rất giá trị có thể bán nếu ai ta muốn mua không có tội gì cả không có tội hoàn toàn bình thường. Thế còn nếu mà không ai cho ai được nữa, không dùng vào việc gì nữa thì ta có thể tháo ra, ta dùng vào việc khác, ta làm đóng cái bàn, cái ghế có thể được hết, không vấn đề gì cả nhé. Đại chúng nó là vật bình thường thôi. Đấy Đây thì Thầy xin trả lời bạn uh, Nguyễn Trọng về cái việc thay bàn thờ. Nha. Nếu chúng ta với cái tâm thành kính gia tiên, thành kính với thần linh với thần Phật chúng ta thờ hay cái bàn thờ mới tốt đẹp thì cái việc đó là việc tốt nên là Không có tội lỗi gì chúng ta thêm phước báo nha. Yeah. Kính thưa toàn thể đại chúng. Một câu hỏi nữa từ Facebook bạn Việt Thương. Kính thưa thầy cho con hỏi ạ, à, vợ chồng con lấy nhau được 6 năm mà chưa có con. Chúng con thuốc thang đủ thứ Ai mách ở đâu cũng đi, đường cùng dùng đến thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn không có con được. Con xin thầy giảng dạy cho con vì sao chúng con lại khó có con thế? Và con được xem video là có gia đình Phật tử đến tri ân thầy vì nhờ tu tập theo thầy hướng dẫn mà đã có con. Con xin thầy chỉ cho chúng con cách với ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ, đại chúng thầy. <laughs> quả thật là cũng rất là nhiều vấn đề đại chúng thấy không đấy, đấy. Cho nên thầy nói là sư thầy ở chùa là gọi làm dấu trong họ là đúng đó nghe không? chuyện gì người ta cũng có thể đến chùa người ta hỏi thầy đấy. hỏi thầy cho nên các đại đức chưa tăng chưa đi sao không phải biết đấy nha mình là người xuất gia là như vậy đấy này gánh vác việc của trăm họ chứ không phải chuyện thường đâu gì họ cũng hỏi con ốm con đau con xài con đèn Vâng. thầy tính ra những cái lễ thì nó không biết là bao nhiêu thứ ai cũng đến ta hỏi sư thầy cho người ta gọi là sư chùa là một gì bùa làng sư chùa là cái bùa của cả làng bảo hộ cho cả làng đấy cái bùa là bùa hộ mệnh cho cả làng cũng đúng đấy thưa đại chúng sư ở chùa mà tu hành thanh tịnh trang nghiêm thì đúng là bảo hộ cho cả làng bảo hộ đấy không phải là ngài có cái năng lực bảo hộ gì mà ngài hướng dẫn cho người ta tu tập đúng pháp người ta được phước báo tự người ta được được an lành thì có phải đúng là từ sư thầy mà bảo hộ không? Đại chúng. Yeah. Thế thì bạn này hai vợ chồng của bạn Việt Thương này lấy nhau 6 năm rồi mà không có con. Uống đủ các loại thuốc cho đến đi cả dùng cái công nghệ mới bây giờ là thụ tinh trong ống nghiệm mà cũng không thành. À, thế thì đại chúng biết là nó thật là khó khăn. Đấy. trong đạo Phật chúng ta có câu chuyện thầy cũng đã kể đại chúng đấy có vợ chồng vì vua này mà cũng không có con hay vợ chồng vua với hoàng hậu bao nhiêu năm không có con mà bây giờ tuổi cũng cao rồi rất mong muốn là có con để nối dõi kế vị ngai vàng Chứ khi mà ông ấy nghe tin là biết rằng Đức Phật là bậc coi như là đại oai đức phép màu thần thông mà, bậc nhất thì ông nghĩ rằng là sẽ nhờ Phật giúp cho được cho nên hôm ấy thì là ông mới tìm bằng mọi cách để ông đến gặp Phật và ông thỉnh Phật và chúng tăng đến cung để ông cúng dường. Và ông nghĩ rằng ông cúng dường Phật thật là lớn để cầu Phật phù hộ cho mình sớm có hoàng tử. Nghe không? Ông nghĩ như vậy. Và trong tâm ông nghĩ rằng hôm nay mình thỉnh Phật thì mình sẽ trải một cái thảm bằng vàng, rát vàng, dệt bằng những cái sợi chỉ bằng vàng, trải từ ngoài cửa của cung vào đến trong cung điện. Và ông, ông trong tâm bảo nguyện với trời với đất rằng nếu tôi thỉnh Phật mà Phật dẫm chân lên cái thảm này của tôi á, thì tôi sẽ có có hoàng tử nghe không? thì hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử ông nguyện như thế trong tâm ông âm thầm ông nguyện như vậy đại chúng <laughs> ông nguyện như thế thế mà sau đó ông ở trong cung là ông cho gia nhân chuẩn bị tất cả à, vật thực đầy đủ trang nghiêm trang đẹp đẽ đầy đủ hết rồi ông cho người bắt đầu đến tinh xá thỉnh Phật và chúng tăng đến đến hoàng cung để thọ thực ông cúng dường trai tăng. À, thế thì Đức Phật đi đến, Đức Phật bắt đầu bước vào đến cái cửa để đi vào trong cung thành, ấy. thấy cái thảm vàng che, giải tư đấy vào trong, thấy Đức Phật đứng lại, <laughs> thì ông vua này với hoàng hậu với tất cả các quan trong triều ra đến tận ngoài để đón Phật. Ông thấy Phật và chư tăng đi đến cái... chấm gần đến cái thảm thế Phật đứng lại. Thế ông mới bảo con Thỉnh Đức Thế Tôn Thỉnh ngài bước lên thảm ạ. Ông gọi là muốn lừa Phật cho Phật mắc vào bẫy của ông ấy. Vì ông nguyện là nếu Phật mà đặt chân lên là ông phải có con, có hoàng tử và. Thế ông Thỉnh, con Thỉnh Đức Thế Tôn bước chân lên thảm ạ. Thỉnh lần thứ nhất, thấy Phật vẫn đứng im. Ông lại dập đầu lễ xuống dưới đất, ông lại con Thỉnh Thế Tôn bước chân lên thảm ạ vẫn thấy Phật đứng im. Hôm nay dập đầu lễ lần nữa lần thứ ba, Phật vẫn lại đứng im, không bước lên thảm. Thế đại chúng thấy. Thế sao? Thế là ông làm sao? Ông không biết sao cả mà. Con Bạch Thế Tôn thương xót con Thỉnh Thế Tôn. Bước chân lên thảm đi vào trong cung ạ. À? Thế Phật mới cắt lời Phật nói này. Đại vương, ta rất hiểu và tâm đại vương nghĩ rằng nếu thế tôn mà bước chân lên cái thảm này là đại vương hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử có đúng không thế ông bảo đúng rồi à, đúng con nghĩ như vậy đấy thế nhưng phật bảo nhưng đại vương biết rằng cái định nghiệp của đại vương không thể có con được cho nên ta không bước lên thảm này đấy đại chúng thấy không không bước à, đức phật bảo thôi đại vương quấn cái thảm vào thì đức phật mới, mới đi vào thế là ông lại phải cho quân quấn thảm vào rồi đức phật bước vào cung rồi ông làm lễ cúng dường sớt bát đến phật và chúng tăng xong xuôi đức phật thuyết pháp cho nghe và đức phật mới nói về nhân duyên vì sao mà vua và hoàng hậu kiếp này không có con được đây là cái định nghiệp vì trong một tiền kiếp thì vua và hoàng hậu là hai cái vị cũng là thương buôn đó thế rồi đi thuyền biển tàu nó bị bão vỡ tàu đắm mọi người trên tàu gần như chết hết thế sao thì hai vị này lại sống sót và dạt vào trong một cái đảo thế hai vị sống ở trên đảo ấy thành vợ thành chồng với nhau trên đấy thế nhưng mà hai vị thì ở trên đảo sát sinh quá nhiều bắt rất nhiều chim thú ở trên đấy để ăn mà đặc biệt là à, những con chim non trứng chim ăn rất nhiều cả một đời ở trên đấy ừ. thế cho nên vì cái nghiệp ác ấy cho nên trong kiếp này là không thể có con được nên thưa đại chúng nó thành cái định nghiệp cơ mà Đó. thế thì ở đây á, thầy nói câu chuyện thế để thầy dẫn ra đây để cho bạn việt thương này cũng, cũng hiểu thêm là cái việc con cái đối với cha mẹ là cả một cái nhân duyên cũng rất lớn đấy không phải chuyện thường có duyên có nợ với nhau. Trong kinh Phật thì nói là cái duyên ấy, để một cái người phụ nữ có thai ấy, nó phải đủ mấy cái yếu tố nào? nhé đủ mấy yếu tố? À, đó là phải có có tinh cha, có trứng của mẹ và có cái cái thần thức tái sinh. Ba cái duyên này hội đủ, cái tinh cha và trứng mẹ để tạo thành cái cơ sở vật chất ban đầu nhưng mà cái quan trọng rất quan trọng đó là phải có cái thần thức mình gọi là có cái vong hồn, cái vong linh ấy, nó có cái duyên nghiệp tái sinh nó nhập vào mới được nhà Phật mình gọi là có danh và có sắc sắc tức là phần tinh cha huyết mẹ tạo thành sắc tức là sắc chất vật chất từ một cái tế bào mầm ban đầu đấy nhưng có cái tế bào đấy mà không có có vong hồn có phần tâm linh để mà chuyển sinh thì cũng không có không có thai đó chân phải có cái phần thần thức à, thần thức đầu thai thì mới có thể có thai được. Đấy. Thế còn à, về sức khỏe sinh sản thì họ, họ cũng nói thế vợ chồng phải khỏe mạnh có khả năng sinh con. Và, đấy, thì là có con thôi. Thế Nhưng mà ở đây thì vợ chồng bạn này thì, thì bạn chắc là cũng vẫn còn khỏe đấy trẻ đấy nhưng mà bạn bảo làm đủ kiểu không có con. Nghe không? Cho đến đi thụ tinh ống nghiệm cũng không thành tựu. Thế tức là một cái duyên nghiệp rất là cản trở rất là cản trở nghe không? thế trong phật giáo chúng ta thì đức phật có nói đến sinh sản của chúng sinh có đến bốn hình thức cơ mà vâng, noãn sinh này thai sinh này thấp sinh này hóa sinh noãn sinh là sinh ra bằng trứng từ quả trứng mà ra thai sinh ấy là sinh ra từ bào thai như loài người chúng ta người bò trâu lợn ấy, là sinh từ thai noãn là như gà vịt chim chóc là sinh từ quả trứng thế rồi hóa sinh là có những loài tự nó hóa ra đấy thế này chúng bây giờ chúng ta mà cứ ở bẩn ấy, cái tóc này mà để tốt ở bẩn lâu rồi không gọi tắm tự nhiên nó sinh ra con cháy chả biết con cháy ở đâu rồi con giận không biết nó ở đâu nó sinh ra tự nhiên nó hóa ra con giận con cháy vậy đấy cái hú gạo mà mình đậy thật kín đương nhiên á, cái hạt thóc ở ngoài ruộng lúa thì không có con mọt rồi phải không? về chúng ta sát nó đi rồi cái, cái, gạo ấy ta để trong hũ ta đậy nắp vào thật kín đi ba năm 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 10 năm sau tự nhiên có con mọt xuất hiện trong đấy mọt gạo đấy là hóa sinh đấy. rồi thấp sinh thấp sinh tức là ở những cái chỗ ẩm ướt tự nhiên nó sinh ra những cái con vật đấy thưa đại chúng đấy gọi là từ những chỗ ẩm ướt như vậy đức phật nói là chúng sinh có bốn cái hình thức sinh sản được sinh ra và trong các loài đều có đủ cả các hình thức như đấy, thưa đại chúng. Ngay trong loài người chúng ta, Đức Phật nói cũng có cả bốn hình thức sinh sản như vậy. Có noãn sinh, có thai sinh, có thấp sinh, có hóa sinh. Ừ. Ngay trong loài người. cho nên cái câu chuyện mà bà Âu Cơ đẻ trăm trứng ấy, mình thì nói là huyền thoại chứ thầy thì cũng chưa biết là có khi nó có thể có thật vì đức phật nói trong loài người cũng có những người đẻ ra trứng <laughs> thế rồi cũng có những người sinh ra là ở trong bào thai thì chúng ta đều biết rồi có những người là hóa sinh ra à, có những người ở ẩm thấp sinh ra trong kinh phật có kể câu chuyện có cô bé này từ trong cái chỗ cái bùn ẩm thấp mà tự nhiên sinh ra cô đó đấy lạ không đại chúng thế lạ ừ. thế nghĩa là nó cứ đủ hai cái yếu tố này về sắc chất mình gọi là 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 sắc và tinh thần đó là danh tức là phần tâm linh hai cái này có là sẽ sinh ra được một chúng sinh hữu tình thế thì bây giờ khoa học người ta cũng làm ra đấy người ta lấy tế bào đây này người ta gọi là sinh sản vô tính nó lấy tế bào sống của chúng ta cũng chẳng phải là trứng mẹ tinh cha gì đâu chỉ lấy luôn tế bào sống của chúng ta nó cấu ra mà họ ủ vào thế xong rồi có cái thần thức nhập vào thế là là sinh ra một cái bào thai như vậy nó cứ đủ hai yếu tố có danh và có sắc tức là có vật chất và có tinh thần hai cái này hội hợp với nhau là sinh ra một chúng hữu tình được đấy là nhà phật mình thấy rất rõ Nhờ. thế thì ở đây á, trở lại cái câu chuyện của bạn việt thương này thầy nói là hai bạn bây giờ đã dùng mọi phương pháp mà chưa có con thì có thể chuyển hướng tư duy theo đây là vấn đề nghiệp quả tâm linh của hai bạn nhé nghiệp quả tâm linh nếu mà nó là định nghiệp thì thật là khó chuyển không thể chuyển được đấy định nghiệp như ông vua vừa rồi Phật còn không chuyển được thì phải chịu thế còn nếu nó không phải định nghiệp thì làm sao để biết nó không phải định nghiệp ta cố sức thôi nghe không ta cố ta cố tu tập thôi tu tập mà chuyển được tức là đấy không phải định nghiệp nha Thế thì Thầy khuyên là vợ chồng bạn thứ nhất ý, là phải tu tập làm phước cho tăng trưởng lên. Có cái câu chuyện là một cái vợ chồng vị bác sĩ này ở miền Nam mà cũng bác sĩ cũng chuyên về 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 sản đấy. Thế nhưng mà hai vợ chồng lấy nhau cũng cả hơn 10 năm rồi không có con. Thế cái duyên sau gặp gặp thầy với các Phật tử chùa mình. sau khi gặp thì mới phát hiện ra là ở nhà cô chú này có một cái con quỷ nó chuyên gọi là nó hút tinh khí cho nên ấy, cô chú này không thể có con được đấy, không thể có con được nếu còn con quỷ ở đấy nó, nó ăn hết tinh khí ừ. cho nên là là không thể thụ thai được ừ. Thế sau đó thì cô chú cũng có nghe lời các thầy vào làm lễ làm lễ để siêu độ cho cái con quỷ đấy và khi mà siêu độ xong thì cô chú đấy năm sau thấy báo tin là có tin vui và sinh con đấy thì thưa đại chúng đấy là những cái câu chuyện rất lạ kỳ yeah. cái chuyện đấy không phải là ít đâu không phải là ít thì đương nhiên cái con quỷ này với cô chú này nó có duyên nợ với nhau mắc có cái nợ ân oán với nhau nó sẽ sát hại trong kinh phật cũng kể những cái câu chuyện như thế này rồi đó. thế cho nên nếu có những cái duyên thế thì đúng là phải làm lễ phải lập đàn để dài cái chuyện này đi thứ nữa nếu mà vợ chồng bạn này do cái nghiệp báo từ tiền kiếp thì hai bạn ấy phải tu tập Nghe không? phải tu tập uh, quy tam bảo này rồi làm việc phúc phóng sinh thế như vợ chồng nhà vua đấy là do kiếp trước sát sinh nhiều quá cho nên không thể có con thì bây giờ bạn tu cái nhân là gì phóng sinh cứu vật nhiều vào nhé đi phóng sinh cua cá chim bóc phát tâm xả tài vật ra để mua mua con vật phóng sinh để tăng thêm cái phước cứu mạng vì mình cứu mạng thì mình sẽ có cái duyên để để có con Được. thế rồi mình phát tâm tu tập nghe không? tu học pháp tu tập thực hành pháp rồi trai giới tất cả những cái đó đều là cái để cho mình tăng phước chuyển nghiệp nghe không? rồi mình bố thí, mình cúng dường để thêm phước báo, nhé. Thế thì hai bạn thì thầy chỉ khuyên hai bạn bây giờ nếu mà thấy rằng mình tin được đây là có vấn đề về nghiệp báo tâm linh thì nghe lời thầy tu tập như vậy, nhé. Phát tâm quy y tam bảo này, à, rồi làm các việc phước phóng sinh, bố thí, cúng dường này, tùng kinh này, nghe pháp này rồi thực hành giới pháp, à, tu tập. Đà, tất cả những cái đó hồi hướng cầu nguyện để để sinh con thì cái phước đó mà đủ truyền được những cái nghiệp ác của mình đi thì có thể mình mình sinh được con nghe không đó thì đấy là cái mà nhà phật hướng dẫn thế và tại chùa mình thì quả thật ấy, sau khi được quý thầy hướng dẫn cho nhiều cặp đôi vợ chồng như vậy có kết quả và các bạn ấy đều về chùa để cảm ơn nhà chùa. Cái đó là cái sự thật. Các bạn cũng đều đi hết các bệnh viện rồi, cũng giống như vợ chồng bạn này, và dùng đủ các cái phương pháp rồi mà không có con. Cho nên về chùa, tu tập, tin tưởng tam bảo, thực hành cái sự hướng dẫn của các thầy thì chuyển hóa và sau đó đạt được kết quả. Đấy nhá, thế thì thầy cũng cũng khuyên bạn Việt Thương này vợ chồng bạn nhá, Cũng cũng nên nghe lời quý thầy nhé. Hoặc là theo dõi trên chương trình Vào trong các chương trình của chùa đấy Tu tập để cầu con à, Cố gắng hết sức, mình phải cố gắng thôi Còn nếu nó là định nghiệp thì Thầy nói là cũng chịu đấy Nhưng mà Thầy hy vọng là đây không phải là định nghiệp nhá. Nó chỉ là nghiệp chướng Trong một giai đoạn nào đó Thế thì Thầy chúc cho vợ chồng bạn nhá, Tinh tấn và trí tâm, trí thành Để sớm được có con bồng bé Nha